Hello mọi người, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình mới có thời gian để hướng dẫn cho mọi người cách để làm video mà có dòng chữ subscribe cho cái phía dưới video ấy. Vì mình bận quá, tham gia nhiều lớp quá nên là không có thời gian. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái video này. Yêu cầu là phải có máy tính, laptop hoặc là máy tính để bàn cũng được. Và cài đặt phần mềm Camtasia này. Đây là phần mềm Camtasia. Của mình là bản 2019. Đây thì trên YouTube nó có hướng dẫn cách cài này cho các bạn. Mình sẽ để cái link này phía dưới video, các bạn có thể cài đặt theo cái link này. Cũng đơn giản thôi, tải về và cài đặt. Mình đây là cái link cài đặt của nó. Mình sẽ kiểm tra cái link này. Ok, đã tải xong. Mình sẽ vào đây để giải nén. Thì đây sẽ nó sẽ có hai file này thì xem à, mình sẽ không cần phải correct thì các bạn ok thì mọi người vào đây chọn run as administrator thì nó sẽ chạy và next là ok. Thì ở đây mình đã cài rồi, phần mềm của mình đã cài rồi thì không cần phải cài nữa. Các bạn có thể cài xong rồi thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái cách mà để tạo video của mình. Có cái chữ chạy phía dưới này để phục vụ cho việc học trên CSC của chúng mình. Bước 1 là mình phải có cái video mình đã quay, mình có thể quay bằng điện thoại hoặc là phải quay bằng máy tính tùy các bạn. Thì mình cũng đã có một số cái video của mình đây rồi. Các bạn phải quay video trước nhé. Ví dụ như đây là một số video của mình. Mình đã quay video từ trước đây rồi. Thì bây giờ mình đã có đây, mình phải add vào đây thì bấm vào chỗ import media hoặc là chỗ cộng này import media đấy, mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ chọn đến cái đường dẫn đến cái video đấy. Đấy, đây là cái video của mình. Mình đây là video gốc của mình, chọn ok. Đấy, thì nó đã sẽ hiện vào đây. Và dưới này là cái thanh timeline, tức là thanh trạng thái đấy. Mình sẽ muốn sử dụng video nào thì mình kéo xuống đây. Đấy,
đấy. Thì nó đã xuất hiện ở thế này. Thế này là cái ô mình có thể xem trước được cái video của mình. Ví dụ ấn play thì nó sẽ chạy. Đấy. Hello everyone, hello my dear friend. Welcome. Ok, đấy là cái đoạn đầu của mình. Đấy, bước thứ hai là mình sẽ tạo chữ. Tạo chữ ở phía dưới. Để mình xóa qua cái đoạn này, mặt mình ngố quá. Tạo chữ thì mình sẽ chọn chỗ này. Annotation. Annotation thì ở đây sẽ các bạn sẽ chọn all tất cả đúng không? Thì ở đây sẽ chọn có rất là nhiều loại để chèn chữ, nhưng mà mình khuyên các bạn thì nên chọn chỗ này, cái này, cái này, chọn cái nào thì mình gấp cái đấy vào màn hình đấy, gấp cái đấy vào màn hình, mình có thể điều chỉnh chiều cao, chiều rộng ngay trên đấy luôn. Đấy, để mà tạo sức cho chữ cho mình. Đấy. Bước thứ ba là các bạn phải viết được chữ và phiên âm vào đây. Viết chữ thì đơn giản thôi, còn phiên âm thì các bạn làm như thế này. Ví dụ nhá. Rồi cái này đi. Rồi. Rồi, thế mình sẽ vào đây. Để tra phiên âm thì mình sẽ vào trong web này. Fonteezer.com. Fonteezer.com. Mình sẽ để link ở dưới ngay phần mô tả nhé. Các bạn vào trong web này. Đây là cái giao diện trong gặp để trả phiên âm. Ok. Rồi, lấy mình sẽ ví dụ Lady and Gentleman. Ở trang web này thì các bạn chọn British or American, tức là Anh hoặc là Anh Mỹ. Thì mình thường là chọn Anh Mỹ để tra. Mỹ, Anh Mỹ thì mình chọn American, còn Anh thì UK thì British. Yeah. Ok, ví dụ nha, ladies and gentlemen. Ok, để mình chuyển thì mình bấm vào đây, transcribe đây. Đấy, nó sẽ ra cả câu và nguyên cho mình như thế này. Mình sẽ copy cái đoạn này. Sao chạy? Đấy, Ctrl C cũng được. Sau đó mình sẽ chuyển vào đây. Mình sẽ dán nó vào đây. Đâu rồi, paste rồi, không paste được. Ctrl V nhé. Đấy, Ctrl V là nó sẽ vào đây. Ok, mọi người đã thấy ạ. Như vậy là có sub cho mình rồi. Mình sẽ cắn chuẩn vào cái đoạn nào mình nói cái từ này. Ví dụ như đoạn Ladies and Gentlemen. Thì mình sẽ chọn cái đoạn này. Đấy, ngay cái đoạn này. Ladies and Gentlemen. Đấy, mình sẽ chọn đoạn này nhá. Mình sẽ di chuột vào đây, kéo nó vào đây. Nó sẽ hiện ngay đoạn mình nói. Ladies and gentlemen, đấy, today, okay, ladies and gentlemen. Nói xong câu này thì mình, rồi mình sẽ kéo đến khi mà mình nói xong thì mình phải kéo được ngắt để nó. Ladies and gentlemen, today. Đấy, nói xong là nó mất. Và để tiếp tục cho câu khác thì mình sẽ chọn cái này và copy nhá, copy. Và dán vào, tiếp tục vào đoạn sau đây. Dán vào đây, kéo nó xuống đây, đấy. Today I want to talk about, đấy. Mình sẽ sửa cái đoạn này. Mình lại tiếp tục tra bên em đấy.
Today, I want to talk about. Đấy. Ví dụ như này nhá. À, bấm vào đây. Đây, nó sẽ hiện ra như này. Các bạn có thể lại copy và paste vào đây. Đấy, đây sẽ được hai câu. Ladies and gentlemen, today I want to talk about. Ok, như vậy là đó là cách để tràn xúc vào giữa video của bạn. Các bạn cứ làm tiếp tục như này đến hết cả cái đoạn video của các bạn luôn. Tương tự, hoàn toàn tương tự. Và đây là cái cách để tràn xúc vào. Sorry các bạn, hết pin, cắm pin vào. Ok. Đây là cách tràn xúc vào. Thế còn cái mà mọi người hãy thấy mình có cái dòng chữ nó chạy chuyển động như thế này để giới thiệu đầu bài ấy, thì sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Thì mình sẽ để hướng dẫn cho các bạn luôn. Đây, các bạn sẽ vào library tức là thư viện, thì sẽ có một loạt cái nội dung ở đây, nhưng mình chọn cho lower third. Đây, sau đó sẽ có một số cái lựa chọn cho mình có thể xem nhập đúc để xem được, ví dụ như này. Đấy, ok. Đấy, đủ các loại hiệu ứng. Đấy, thì mình sẽ chọn đài một cái nào đấy nhá, cái mà mình làm. Ok, cái này đi. Cũng tương tự thì mình kéo nó xuống đây. Ok, kéo nó xuống đây. Các bạn có thể không ạ? Mình giữ con cái thánh trạng thái này về đầu tiên. Mà đến chỗ này để mình có thể sửa được cái chữ này, thì mình sẽ bấm vào dấu cộng chỗ này thì nó sẽ bung ra cho mình tất cả các thành phần của trong cái gói này. Đấy, đúng không ạ? Ok, thứ nhất là cái này thì mình không phải sửa, tức là cái màu này không cần sửa rồi. Mình sẽ sửa cái text thôi. Đấy, cái text này mình sửa đây. À, mình gõ được tiếp vào đây luôn. Nếu như mình thì mình ngôn ngữ là thường bất tử đi. Thường. Ok, các bạn có thể chọn phông chữ nào tùy các bạn, nhưng mà phải chọn phông tiếng Việt nhé. Chọn phông. Lớp lên đây, chọn phông thì các bạn chọn vào trong cái ô này. Đấy, tiếng Việt nhá. Tiếng Việt thì các bạn phải dùng bộ gõ Unicode và phông chữ phù hợp cho bộ gõ đấy. Ví dụ như ở đây thì mình chọn rồi, nhiều quá, sao nhiều thế nhỉ? Thôi chọn này, ôi bị lỗi nhỉ, thì em vẫn bị lỗi. Ok, thế này đi. Nha, đấy là chữ mình. Sau khi đổi chữ đổi text thì các bạn phải quay lại thử xem nó chạy như thế nào. Đấy.
cái này thì các bạn phải đưa vào đoạn mà mình giới thiệu cái tên của ấy, tên của bài học ấy. Ví dụ tên lesson make society better thì mình sẽ đưa vào đấy. Everyone, hello my dear friend, welcome back to my video in raising a community. Today I'm going to practice the topic make society better. Đấy, cái đoạn này, make society better, mình sẽ đưa vào cái đoạn này. Đưa vào đấy. Ui, cái này dài quá thì mình sẽ có nó lại. Đấy. Make society better. Now I can start. Mình đang sửa đoạn này. Society better. Nhập đúp vào đây là mình sẽ sửa chữ. Đấy, ok. Xong, mình sẽ sửa. Sẽ chạy thử đoạn này. Okay. Chuyên nghiệp chưa? Ladies and gentlemen, today I want to talk about a simple way that we can work. Đấy. Còn đấy là toàn bộ hai cái nội dung này. Còn xong rồi thì các bạn làm thế nào để lưu video nhỉ? Cách lưu video là các bạn sẽ bấm vào share này, ok, chọn local file. Trong này thì các bạn có nhiều tùy chọn, đấy, nhưng nên các bạn nên chọn vào chỗ này MP4 only up to 1080p, chọn cái này để được phân giải cao nhất, tốt nhất và rõ nhất. Chọn next và đặt tên cho nó. Tên thì là đây một chẳng make society đấy, better. Ok, chọn thêm một cần lưu. Ok chứ. Ok, mình sẽ lưu vào đấy. Các bạn bỏ dấu tích này. Tức là cái này nó sẽ không tạo cái file để tạo mới phá để chữa cái video này. Phần finish. Ok, finish là nó sẽ chạy. Đồ nhánh hết trơn mình tùy thuộc vào độ dài và chất lượng của video các bạn. Đấy. Lần này thì mình sẽ tua nhanh. Hết rồi. Ok, đây là video sau khi render xong mình sẽ tự mở đấy. Đây các bạn thấy chưa? Nó sẽ xem nó lên trên hình đấy. Đây, đây là dòng đấy. Đây. Ok. Đấy, mình nhận finish. Đấy là mình đã xuất trang xong cái video mà cần đăng. Lấy các bạn mở cái thứ mục lúc nãy là xem. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái video này để đăng lên YouTube hoặc là Facebook thì các bạn. Đấy, đó là cái cách mà để làm cái video này. Sau đây thì mình sẽ lên Facebook. Thôi bước này thì các bạn có thể tự biết rồi đúng không? Mình sẽ chọn video vừa đăng đấy. Ok. Đấy. Đây là ok, đăng cho việc tạo video với dòng chữ chạy phía dưới.
Còn nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn hoặc là muốn các kiểu đẹp mắt hơn, âm thanh hấp dẫn hơn các thứ thì mình sẽ liên hệ với mình sẽ hướng dẫn thêm nhá. Còn đấy là cách cơ bản nhất, cái những cái thao tác cơ bản nhất để mà chúng ta có thể tạo được cái video chất lượng một tí, nó chuyên nghiệp một tí để upload lên Facebook làm bài tập trên CSC. Chúc mọi người thành công. Nếu có thắc mắc gì thì cứ comment dưới video của mình nhá. Ok, goodbye, see you next time.